Rất vui để tiếp tục chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Và sau đây thưa quý vị là phần tin châu Á. Thủ tướng của Thái Lan không từ chức và biểu tình tiếp tục. Phong trào dân chủ tại Thái Lan kêu gọi tiếp tục phản kháng. Nhiều cuộc biểu tình diễn ra tại thủ đô Bangkok trong ngày Chủ nhật vừa qua sau khi thủ tướng của nước này là ông Chan O-chan tuyên bố không từ chức bất chấp tối hậu thư của thanh niên sinh viên Thái Lan. Tại Lào thì cộng đồng mạng cũng bắt đầu kêu gọi tự do ngôn luận. Vào hôm thứ Hai, một cuộc tuần hành đến sứ quán Đức, một động thái thách thức vua Maha Vajiralongkorn. Đức là nơi mà quốc vương Thái Lan thường xuyên lưu ngụ nhiều hơn là quan tâm đến việc nước. Chiều thứ Bảy vừa qua, ông Chan O-chan đã khẳng định là ông không từ chức sau khi phong trào dân chủ đưa ra kỳ hạn chót cho ông là 3 ngày. Theo hãng tin AFP, từ Bangkok, một trong số một chục thủ lãnh phong trào vừa được thả, có Chatuphat bị đánh là Pai Dophin, ngay lập tức kêu gọi tiếp tục biểu tình. Quốc vương Thái Lan chưa bình luận gì về tình hình hiện nay, nhưng trong một hành động hiếm hoi, ông đã khen ngợi một người bảo hoàng cầm chân dung của phụ vương đối mặt với đoàn biểu tình. Ông nói đây là hành động can đảm. Trong khi đó thì chính phủ Chan O-chan dường như không có một phương án hợp lý. Phát ngôn viên chính phủ một mặt tuyên bố thông hiểu nguyện vọng của giới trẻ, một mặt kêu gọi tìm giải pháp qua nghị viện quốc hội. Và bản tin còn nói thêm, khó mà quốc hội có thể thông qua, hay nói một cách khác là đồng ý với những đòi hỏi của giới biểu tình, bởi vì hầu hết các thượng nghị sĩ đều từ quân đội do ông Chan O-chan đưa vào nghị trường của Thượng viện Thái Lan. Bản tin khác về châu Á nói đến các nước không cạnh tranh, không tranh chấp chủ quyền đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Hãng thông tấn Antara của Indonesia hôm 24 tháng 10 đã dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao đã xác nhận rằng một số nước thành viên khối ASEAN không có đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, tức là không có tranh chấp, đã bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc. Hãng thông tấn Antara cho biết là các quốc gia thành viên khối ASEAN và một số nước lớn đã gửi công hàm đến Liên Hiệp Quốc bác bỏ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong năm nay, thì chính quyền Jakarta đã hai lần gửi công hàm đến Liên Hiệp Quốc là vào các ngày 26 tháng 5 và 12 tháng 6. Ông Damos Dumor Agusman là Tổng cục trưởng Luật Quốc tế và Thảo thuận trực thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia trong buổi họp báo trực tuyến hôm thứ Sáu đã tuyên bố. Điều này có nghĩa là những quốc gia nói với Liên Hiệp Quốc rằng chúng tôi không muốn có bất kỳ một sự vi phạm nào đối với UNCLOS, tức là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, và không muốn Hiệp ước UNCLOS bị thu hẹp hay trở nên mập mờ. Vẫn theo vị quan chức ngoại giao Indonesia này, với các công hàm trên, yêu sách của Trung Quốc đối với các vùng lãnh thổ có tranh chấp ở Biển Đông vẫn sẽ bị xem là bất hợp pháp cho dù Bắc Kinh tiếp tục lên tiếng bác bỏ. Hơn nữa, các công hàm này không phải là một lập luận chính trị, nhưng có một lập luận pháp lý được chứng minh bằng luật pháp quốc tế. Bản tin thứ ba về châu Á nói đến việc Trung Quốc cực lực phản đối việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan. Hôm thứ Tư, chính quyền của Tổng thống Donald Trump thông báo với Quốc hội về kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan, có thể lên tới khoảng 1.8 tỷ Mỹ Kim. Trong số những vũ khí định bán cho Đài Loan có tên lửa tấn công mặt đất do máy bay chiến đấu mang theo, bệ phóng rocket do xe tải chở và bộ phận cảm biến bên ngoài cho máy bay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã phát biểu với báo giới rằng việc bán vũ khí này là can thiệp nghiêm trọng tới công việc nội bộ của Trung Quốc, đồng thời gửi thông điệp sai lầm tới các lực lượng ủng hộ độc lập của Đài Loan, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ, cũng như hòa bình và ổn định ở khu vực. Eo biển Đài Loan là nơi mà Trung Quốc trong những tháng ngày vừa qua thường có những cuộc tập trận mà giới phân tích cho rằng mục đích là để đe dọa đảo quốc Đài Loan. Bản tin sau cùng về châu Á cho biết bão Molave
đang tàn phá phi luật tân, trong khi Việt Nam lo di tản 1.3 triệu người. Bão Mola đã tấn công dữ dội miền Nam của phi luật tân, đã giật đổ cột điện và khiến ít nhất trên 12 người ở tỉnh Cantadunas mất tích ở ngoài biển. Bão đã tràn vào phi luật tân từ hôm 25 tháng 10 với sức gió 125 cây số giờ và gió giật lên tới 150 cây số giờ. Bão đã gây lụt lội nghiêm trọng trên diện rộng, đã buộc hàng chục ngàn dân phi luật tân phải di tản. Dự kiến trong thứ ba, bão sẽ rời phi luật tân, tức là ngày hôm nay, di chuyển về phía Việt Nam, và đây sẽ là cơn bão số 9 của Việt Nam trong năm nay. Chính quyền Việt Nam đã cho di tản hơn 1 triệu cư dân. Và chúng ta đều biết, trong những tuần lễ vừa qua thì người dân, đặc biệt là ở miền Trung, ở các tỉnh Thừa Thiên, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh đã bị bão tàn phá, mưa lũ lụt gây ra lũ lụt. Và nhiều nơi, như hình ảnh cho quý vị nhìn thấy, cũng như trong giờ truyền giáo Nữ Vương Hòa Bình Mai Tuấn gửi tới quý vị, lụt không có chỗ chạy, nhiều người không có thức ăn và nhiều đám tang đã phải treo lơ lửng trong nóc nhà để chờ nước rút xuống. Đúng là cảnh khổ đang đến với người dân Việt Nam. Bản tin sau cùng về châu Á nói đến cựu chủ tịch ở cơ quan, hay nói đúng hơn là của công ty Samsung Electronics, ông Lee Kun-hee vừa qua đời. Ông Lee Kun-hee là chủ tịch của tập đoàn Samsung của Nam Hàn, vừa qua đời ở tuổi 78 tại thủ đô Hán Thành. Ông là người giàu có và thế lực nhất Nam Hàn, đã phát triển công ty Samsung thành một đế chế lớn trong ngành điện tử thế giới. Năm 2014, vì lý do sức khỏe, ông đã lui vào hậu trường giao cho các con quyền điều hành. Giờ được coi như là một biểu tượng của nền kinh tế Hàn Quốc, đó là công ty Samsung. Khi ông Lee Kun-hee là người con thừa kế của sự nghiệp Samsung cuối năm 1980, ông đã thành lập thêm một số các công ty ngoài electronic, chẳng hạn như công ty sản xuất máy thu hình và lò vi sóng, cũng như nhiều loại công ty khác như là địa ốc và xây dựng. Công ty Samsung mà chúng ta biết ngày nay trên toàn thế giới, ở Việt Nam chúng ta cũng thấy và ngay ở Hoa Kỳ cũng vậy, rất nhiều người đã thích và sử dụng những đồ do công ty Samsung sản xuất, trong đó có điện thoại Samsung và có các máy hình. Ông Samsung là người cũng đã bị chỉ trích vì đã trốn thuế và một vài công việc khác, cho nên ông đã từ chức và trao lại quyền cho người con trai duy nhất của ông. Con trai duy nhất, nhưng trong đó ông cũng có những người con gái khác nữa. Vừa rồi là bản tin sau cùng về châu Á. Mời quý khán thính giả trở lại với tin Việt Nam, trong đó có tin Thủ tướng Nhật Bản mong sinh viên Việt Nam nâng đỡ nhau tiến lên. Đài Loan tặng 400.000 Mỹ Kim để hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam lũ lụt.